Hello, xin chào các bạn, mình là Maya và welcome mọi người đã quay trở lại với khóa học của KT City. Và đây là một khóa học sẽ giúp cho các bạn trở thành một content creator. Trong cái bài hôm nay thì Maya sẽ giải thích cho các bạn lý do vì sao chúng ta phải xây dựng thương hiệu cá nhân khi mà các bạn muốn trở thành một content creator. À, nhưng mà trước hết thì mình phải tìm hiểu xem thương hiệu cá nhân là gì đã nhé. Và mình cũng biết là có rất nhiều bạn khi mà các bạn nghĩ tới thương hiệu cá nhân á, thì các bạn sẽ nghĩ tới những cái nhân vật nổi tiếng như là Sơn Tùng hay là Chibu, đúng không? Đúng rồi đó, bạn nghĩ nó chẳng sai chỗ nào cả. Tuy nhiên thực tế, chúng ta không cần phải trở thành một influencer, một KOL mà người người đều biết đến. Chúng ta chỉ cần trở thành một người mà được người khác biết đến với những vai trò, với những cái giá trị cụ thể, và người khác tin tưởng vào những cái gì bạn làm là đã quá là ok rồi. Với mình á, thì thương hiệu cá nhân chỉ đơn giản là khiến cho nhiều người tin tưởng và nhớ đến bạn với một cái giá trị cụ thể. Mà giá trị đó có thể là vì các bạn viết content hay, các bạn làm logo đẹp, hoặc là các bạn có một cái gì đó khiến cho người ta cảm thấy là điều đó nó có giá trị và người ta muốn nhờ bạn giúp đỡ và sẵn sàng trả tiền cho bạn. Và vì sao phải xây dựng personal branding khi mà các bạn làm content creator? Thì câu trả lời nó vô cùng đơn giản. Khi mà các bạn có cái thương hiệu cá nhân á, thì các bạn sẽ dễ dàng tính giá cao cho mỗi một bài viết mà các bạn viết ra hơn, cũng như là các bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm được nhiều khách hàng hơn, có đúng không ạ? Vậy thì làm thế nào để cho có thật nhiều người biết, tin và sẵn sàng chi tiền cho các bạn? Thì trong cái chương 3 này, Mea sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết và thật cụ thể nha. Và mình cũng nói luôn, trong chương này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái tip để có thể xây dựng được thương hiệu cá nhân trên YouTube, trên blog và trên Facebook. Ngoài ra thì mình sẽ đưa cho các bạn một cái tư duy chiến lược về inbound marketing, giúp cho các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và duy trì được tệp khách hàng. Từ đó các bạn sẽ trở thành một content creator có thu nhập tối thiểu là trên 1.000 đô. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi, hãy click sang những bài học tiếp theo nhé.